thông tin đẹp cho các bác và các anh em. Xin giới thiệu với anh em là ngày hôm vừa rồi thì hai anh em chúng tôi có đi đánh, và ở cái video cờ tình huống số 1, tình huống số 2 bẫy lưới giật á, thì đây là một cặp vợ chồng chim ở cái ruộng cỏ đó, cỏ voi, thì con mái xuống trước và con trống xuống sau. Con trống này thì giọng thổ pha mổ 4 và hình bắp chuối. Đây là con mái là con đuôi dài hơn, và con trống là con ở bên trong. Thì mình có chia sẻ cái clip này là đôi này thì được cái là về từ bấy lâu là mình cảm thấy nó rất là thuần, bởi vì ở cái ruộng cỏ gần đó thì ngày nào cũng có người cắt cỏ và làm ruộng, và nó cũng ăn quanh quẩn bên người. Đôi này là một đôi trống mái chính thống chuẩn nguyên bản từ ngoài rừng mà chúng tôi đã, hai anh em chúng tôi bẫy vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm qua hôm kia gì đấy. Hôm nay là ngày mùng 2, chắc là tôi chỉ nhớ là mùng 1. Thế thì đăng cái clip này lên để cho bác nào mua, thì tôi sẽ để một đôi này là 1.500.000 đồng, là một đôi sinh sản đó, nguyên bản. Con mái là con đuôi dài, và con trống là con đứng ở bên trong. Mình có click ở đây mình quay con trống. Thì mình cũng không hiểu tại sao mà một đôi chim này, chim bổi, mới có được hôm qua và hôm nay. Mình thấy nó rất là thuần đó. Đấy, thế nên là mình đăng lên kênh này để cho bác nào muốn tìm đến một đôi chim sinh sản đó, thì các bác có thể đặt 1.500.000 đồng. Số điện thoại của Thao là để các anh em giao dịch và liên hệ là 0163530982. Mình xin nhắc lại là 0163530982. Đây cũng mình thấy là cũng khá là to, dài, bắp chuối, cườm cũng óng ánh rất là đẹp. Khá là ok đó. Chim rất là thuần, cũng hiểu tại sao chim bởi nó một ngày rời đứng lồng rất là ok. Hai con tối ngủ trụm vào nhau, thỉnh thoảng rỉa lông bắt chế bắt giận cho nhau. Cảm ơn các bạn đã là fan hâm mộ cũng như đã đăng ký và theo dõi những cái video clip của Thao chim cu gáy thường xuyên ra hàng ngày và ra liên tục, chia sẻ tất và cũng là để quảng cáo cũng như bán hàng rất là lành mạnh và chính thống. Một cái trang Facebook, trang YouTube chim cu gáy hay để các bạn ghé thăm và tìm đến những chú chim theo đúng phong cách của mình. Thân ái chào tạm biệt, chúc các bạn một buổi tối thật ngon miệng.